Ok, các em trong phần này thì thầy hướng dẫn các em thiết kế theo cái mẫu Java là design pattern, người ta gọi là DAO, mẫu mẫu DAO. Thì ở đây là thầy có một cái đường dẫn ở trên mạng, thầy lấy đường dẫn mạng, các em có thể tìm kiếm là design pattern, thì nó sẽ ra chúng ta cái quả này, và thậm chí nó ra chúng ta rất nhiều cái quả, chúng ta các cái trang này nó tương tự nhau thôi. Thì các em cố gắng chắt lọc thông tin, đọc cho nó, đọc một cái hai cái rồi nhiều cái chúng ta sẽ tích góp lại được. Thì thầy hướng dẫn, thầy giới thiệu qua tí đây, ví dụ như trong này nó bảo là khi mà chúng ta mong muốn là làm một cái chương trình mà sau này dễ nâng cấp thay đổi, và khi có cái sự nâng cấp thay đổi thì cái mã nguồn bị ảnh hưởng ít nhất có thể. Khi nâng cấp thay đổi thì chắc chắn là phải có ảnh hưởng, đúng không? Thì tuy nhiên để ảnh hưởng nó ít nhất có thể thì người ta thường thường người ta sẽ thiết kế theo một cái pattern nào đấy, có nghĩa là một cái mẫu nào đấy. Thì theo giới thiệu thì người ta sẽ giới thiệu chúng ta là có 60-70 cái pattern cơ, và người ta chia làm 3 nhóm nha. Nha, các em đọc cho thầy nhé. Đây là người ta bảo là tầm khoảng 60-70 cái pattern. Phía dưới một chút nữa, đúng không? Trong cái bài này thì người ta không nói. Tuy nhiên thì ở trong bài này người ta hướng dẫn luôn, đúng không? Người ta bảo là cài đặt pattern như nào nhé. DAO pattern dựa trên nguyên tắc thiết kế là abstraction, có nghĩa là trừu tượng, và encapsulation có nghĩa là đóng gói. Được triển khai theo nhiều cách khác nhau, đúng không? Thì các em có thể đọc thêm ở trong những cái này. Cài đặt cái design pattern như nào, người ta bảo là các thành phần tham gia trong mẫu DAO này, DAO pattern này này, là gồm có business object, đúng không? Data offset object, rồi data offset object, con grid, đúng không? Data source, transfer object. Đấy. Thì business object này có nghĩa là đại diện cho client, có thể là giao diện ra đấy. Có thể là giao diện, có thể Java Swing, có thể là web, có thể là command line, đúng không? Đấy, đó là thậm chí là có thể là không giao diện nào cả, có thể là một cái business khác. Đó, có thể là một business khác. Đó. Thì trong trường hợp mà lúc này chúng ta làm cái bài toán quản lý sinh viên ở bài trước ấy, thì nó chính là cái thằng FLM sinh viên. Đó, đại diện thằng đó. Rồi, cái lớp thứ hai là lớp Data Access Object, là lớp DAO. Đấy, đây là một cái interface định nghĩa các phương thức trừu tượng. Đó, định nghĩa phương thức trừu tượng. Và các phương thức để triển khai cập nhật dữ liệu cơ bản cho một cái business object, để cho phép truy cập vào cái nguồn dữ liệu data source. Lớp thứ ba đấy là một cái data access object config. Đây là một cái thể hiện, là một cái lớp cụ thể, là ví dụ như là user DAO đấy, hoặc là sinh viên DAO. Đấy là một cái lớp cụ thể, và lớp đấy, lớp cụ thể đấy nó sẽ là implement thằng DAO. Thằng DAO nó sẽ là trừu tượng. Data source nó chính là database. Transfer object nó chính là cái đối tượng mà chúng ta trao đổi dữ liệu, truyền dữ liệu, nó chính là sinh viên. Trong bài toán chúng ta vừa rồi nó chính là sinh viên. Rồi, thì cái mô hình nó như này. Ở đây cái mạng nó đang có vấn đề chút. Thầy lót lại mạng nhá, thì nó lên cái hình này. Thầy nhìn thấy chưa? Business object này. Thầy mô tả lại nhá. Business object nó chính là thằng nào? Đây đây. Chính là business trong lớp này. Lớp này đại diện cho các client nhá. Rồi. Data Access Object là chính là cái lớp này. Đấy, lớp DAO, còn lớp này là lớp trừu tượng. Lớp Concrete là nó là cái lớp cụ thể cài đặt cái lớp giao diện này. Data Source nó chính là cái database, có thể là SQL Server, có thể là MySQL, có thể là file, đúng không? Còn cái Transfer Object đó là một cái đối tượng data để mà chuyển đổi dữ liệu, như ví dụ như là trong bài toán chúng ta nó sẽ là chính là sinh viên. Đó. Đây là một cái ví dụ này. Đó. Một cái ví dụ về DAO user, đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái ý tưởng như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ
Bây giờ chẳng hạn như đối với cái bài toán quay lại, chúng ta sẽ là thực hiện với cái bài toán là chúng ta sẽ làm với cái bài mà chúng ta đã từng làm giao diện, đấy là cái bài số 10 đúng không? Trong này là quản lý một cái đối tượng sinh viên, ok chưa? Cũng có mã sinh viên rồi thì họ tên và tuổi. Ok. Thì chúng ta sẽ làm cái việc gì nếu như chúng ta cài đặt theo cái data pattern này, chúng ta sẽ làm việc gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có định nghĩa một cái đối tượng sinh viên nhá. Để mà chứa thông tin nó chính là cái tương đương với user này. Nó chính là cái thằng là transfer object đúng không? Nó gồm có các phương thức set get thôi. Đó. Sau đấy các em đài cài một cái lớp down đúng không? Và truyền cho một nó một cái kiểu dữ liệu tổng quát. T là một cái kiểu dữ liệu tổng quát. T là một kiểu dữ liệu tổng quát và cái cụ thể của nó thì sau này chúng ta sẽ implement thằng nào thì chúng ta sẽ truyền vào thằng đấy. Đó. Ví dụ như ở đây sau đấy chúng ta sẽ có thằng là sinh viên đang đúng không, cũng sinh viên đang và implement thằng này. Khi thằng sinh viên đang implement thằng này thì nó phải cài đặt tất cả những cái phương thức tiêu tượng trong này đó. Rồi thì ngoài cái ví dụ mà thầy sẽ làm thì ở trong này ra thì các em hoàn toàn có thể là làm lại cái chạy lại cái làm lại cái ví dụ nó ở đây này để nó chạy sinh ra thế nào này. Còn không thì có thể làm theo ví dụ thầy, chúng ta bắt đầu đi làm luôn đúng không? Đầu tiên thì thầy sẽ lấy lại cái giao diện mà cái bài hôm trước chúng ta đã làm đã. Đầu tiên là chúng ta đi tạo một cái lớp là lớp trong cái bài 10 đúng không? Thì thầy sẽ là lấy cái giao diện này nhá. Katona này, C này. Thầy cho sang một cái package khác ấy. Package ở đây là quản lý sinh viên Connect cơ sở dữ liệu đó. Để tạo thành một cái package khác này. Package là quản lý sinh viên nhé. Rồi, trong quản lý sinh viên này thì ta tạo một cái package tiếp theo là package liên quan đến lớp Connect. Connect. Đó. Rồi. Package thứ hai trong thằng này nó chính là cái package chúng ta gọi là view. View chúng ta là có thể chia ra làm nhiều nữa đúng không? Tuy nhiên tùy. Rồi, cái thằng thứ package tiếp theo là package để chứa cái thực thể là cái lớp trong object người ta gọi là cái package entity, entity thực thể. Lớp tiếp package tiếp theo là package để mà chứa business là cả cái lớp DAO ấy. Và nó có thể gọi là business. Business. Rồi. Thì trong cái thằng view này thì chúng ta mới chỉ có một view thôi, thành thế thôi thì thầy không cần phải phân chia ra nữa. Thầy tạo luôn cái lớp Java đúng không? Đặt tên cho nó là FRM quản lý sinh viên. Sau đấy thầy paste cái đoạn báo nguồn lúc này thầy copy vào đây, V vào đây. Không biết cái tên lớp nó có sai không? Đúng luôn đúng không? Quản lý sinh viên tên. Đó, chạy thử giao diện này nó lên luôn này. Lỗi ở đâu đấy? Đó, lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở sai ở thằng package, xóa dòng package này đi. Đây là dòng cũ. Chúng ta có package này rồi. Chạy. Đó, nó lên chúng ta giao diện này nhá, chứ chúng ta giao diện xong nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta đi tạo cái lớp tiếp theo là cái lớp khi các em làm project thật cái cũng phải làm như thế nữa. Lớp tiếp theo là lớp Connect, nó nằm trong Connect đúng không? Chúng ta đặt tên là My Connect. Lớp này chúng ta có rồi đúng không? Chúng ta sẽ lấy lại và chúng ta sửa đi một chút nữa cái lớp My Connect lần bài trước thầy làm là vẫn chưa chuẩn. Bây giờ thầy sẽ sửa lại một chút nữa. Connect chuẩn. Ok. Thầy lấy lại cái mã nguồn của thằng connection cũ nhá. Đây, lớp đây. Mở ra. Các em copy cho thầy Canon A, Canon C sang cái thằng này Canon A, Canon V và xóa package đi nhé. Xóa package này đi. Xong.
thông tin thì vẫn thế đúng không? Chúng ta có thể là vẫn dùng luôn cái bảng đấy cũng được nhá, dùng chung bảng đấy luôn cũng được, bởi vì giống nhau. Chúng ta chỉ bây giờ chúng ta cài đặt theo cách khác nhau thôi. Rồi, tuy nhiên thì ở đây thầy sẽ viết thêm một cái hàm nữa. Ở đây là chúng ta cho thằng này nó là a nhá, chấm này, print structure. Rồi, thầy viết thêm một cái hàm nữa là instant public. Hàm này trả về một connection. Chúng ta gọi là cái hàm get instant. Đó, lấy về một cái thể hiện. Thì trong này chúng ta viết là if nếu mà if thôi, không cần if đâu, if nếu con n mà bằng null, có nghĩa là chưa có connect, thì chúng ta sẽ new cái thằng, chúng ta sẽ connect này gán cho bằng gọi hàm open connect. Đó. Và return null, return con nn, bổ sung hàm này thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chỉ luôn luôn tạo một cái thể hiện connect thôi. Còn nếu như không á, thì các em nhìn thấy là ở cái thằng cũ á, là cứ mỗi một hàm chúng ta lại tạo ra một connect, hiểu không? Sau đấy lại đóng lại. Thì thằng này nó chỉ trong trường này chúng ta dùng get instant á, thì một lần nó khi chúng ta new cái lớp my connect lên thì chúng ta chỉ new một lần thôi. Và sau đấy có, nếu như nó đóng rồi thì nó sẽ mở lại. Còn nếu như nó chưa đóng thì chúng ta dùng luôn, chứ không cần phải mở đi mở lại nhiều lần nữa. Cứ mỗi lần connect thì nó mất, nếu như server mà nhanh thì cũng phải mất dưới một giây, nó server mà chậm nó cũng phải mất trên một giây. Cứ mỗi một thứ không làm một tí thay thế là chương trình nó chậm đi, đúng không? Do đó nó không phải dùng nữa, không phải thế nữa. Rồi, và chúng ta có thể là cần thiết thêm là khi mới đầu vào new thằng này nó dùng hàm tạo không đối số. Hàm tạo không đối số là nó sẽ không làm gì cả, và nó dữ liệu nó gắn mấy thằng này nó gắn như này rồi, đúng chưa? Mà chúng ta new lên cái chúng ta get instant rồi thì nó mở năng này. Bây giờ chúng ta test cái nối này nhá, test thử xem nó ok không nhá. Public static void main, tap cái đó, các em có thể là new connection, my connection này bằng new my connection. Đó. Sau đấy các em dùng cái connection con nn gán bằng my connection chấm get instant thôi. Đó. Và trong trường hợp này theo các em thì nó sẽ là thành công hay không thành công ạ? If thằng này null thì else thành công, succeed rồi. Còn nếu như eo khác nút nhé, thằng này khác nút. Còn eo thì nó sẽ là không thành công, not succeed. Chúng ta chạy thử này, run, đấy succeed, rồi. Như vậy thì nó luôn luôn tồn tại một thằng thôi. Rồi, ok. Hàm này xong nhá, lớp này xong nhá. Tiếp theo là theo cái mô hình này, như vậy chúng ta kết nối xong rồi. Thì theo cái mô hình này thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta đã có giao diện rồi, có nghĩa là có cái thằng client rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái lớp là lớp transfer này, object này. Sau đấy là lớp này này, đúng không? Sau đấy là lớp này. Đó. Ok, chúng ta lại thiết kế ra đúng cái mẫu này nhá. Thì việc thiết kế này sẽ chuyển sang clip sau này.